nghệ sĩ hay nhất từ văn công kháng chiến đến ngôi sao màn bạc. Với vẻ ngoài bặm trợn, Hải Nhất là gương mặt đảm bảo cho những vai đậm chất bụi đời Chợ Lớn. Ít ai biết rằng chính vẻ ngoài đặc biệt ấy lại khiến Hải Nhất có cơ duyên được làm bạn điện ảnh với Ba Cần trong Biệt Động Sài Gòn. Diễn viên Hải Nhất tên thật là Nguyễn Mai A, sinh năm 1948 tại Ninh Bình. Ông xuất thân là văn công kháng chiến, được khán giả biết đến qua những phim như Mùa Nước Nổi, Săn Bắt Cướp, Biệt Động Sài Gòn. Trong hơn 30 năm làm nghề, thành công với nhiều dạng vai, điều khiến nghệ sĩ nhớ nhất ngoài những huy chương, giải thưởng là quá khứ đóng phim gian khổ cùng các đồng nghiệp. Để râu ria tua tủa, ăn nói kiểu bặm trợn, Hải Nhất luôn khiến người khác nghĩ mình dữ dằn. Thực ra ông lại là người tinh tế và hiền lành, có phần khù khờ. Do quá nổi tiếng với vai phản diện Ba Cần trong Biệt Động Sài Gòn, ông Hải Nhất thường bị mọi người nhầm tưởng ông là người Nam Bộ chính gốc. Nhưng thực chất, Hải Nhất tên thật là Nguyễn Mai A, xuất thân từ anh bộ đội quê miền Chiêm Trũng, Ninh Bình, thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Năm 1978 ra quân, về quê nhưng cuộc sống khó khăn khiến hai vợ chồng Hải Nhất phải vào Nam lập nghiệp. Tuy mở quán ăn nhưng ông vẫn nuôi máu nghệ sĩ. Bởi từ khi còn trong quân ngũ, Hải Nhất nổi tiếng có máu văn nghệ và được phân công hoạt động trong đội văn công của đơn vị. Trong một lần đến thắng phim Giải Phóng, tình cờ gặp đạo diễn Hồng Xến, thấy Hải Nhất phù hợp với vai mình đang tìm kiếm. Hồng Xến đã hỏi, đang kiếm việc làm à, có muốn làm diễn viên không? Thế là Hải Nhất đi đóng phim. Với tướng tá bặm trợn, các đạo diễn chỉ chọn ông vào những vai phản diện, tàn ác, gian xảo, mánh khóe. Hải Nhất từng góp mặt trong những tác phẩm Thành Phố Tình Yêu do Trần Phương đạo diễn quay cách đây đã 35 năm, Hòn Đất, đạo diễn Hồng Xến, Trung Úy Phi trong Mùa Nước Nổi, Bảy Xoài trong Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn, Con Gái Một Ông Trùm. Nhưng có lẽ người ta nhớ nhất đến ông nhiều hơn với cái tên Ba Cần của Biệt Động Sài Gòn, đạo diễn Long Vân. Sau gần 30 năm, khi nhắc đến Hải Nhất, người ta nhớ ngay ra Ba Cần, một tên phản bội độc ác trong Biệt Động Sài Gòn, đến mức khi đi đâu người ta cũng gọi ông là Ba Cần, Ba Cần. Ông nhớ lại, hồi đóng phim này tôi mới 35 tuổi, trẻ và đầy nhiệt huyết. Thú thực, ngày xưa làm phim không như bây giờ. Một bộ phim quay gần năm trời, từ đạo diễn đến diễn viên đều chăm chút, cẩn trọng và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Sau thành công của Biệt Động Sài Gòn, ông Hải Nhất gây bất ngờ với những khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy với vai diễn Bảy Xoài, lấy nguyên mẫu Nam Cam trong tác phẩm Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn. Ông tâm sự, trong số hơn 100 vai diễn đã từng tham gia, tôi đóng rất nhiều vai phản diện. Nhưng quả thật, khi đọc kịch bản phim Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn, trong đó có vai Bảy Xoài, được phân do tôi đảm nhiệm khiến tôi rất thích. Quả thực, những người làm nghề như tôi, tìm được kịch bản hay như kịch bản này rất quý. Nhưng đọc kịch bản tôi cũng có phần e ngại. Thứ nhất, nhân vật Bảy Xoài, nguyên mẫu Nam Cam. Thứ hai, tôi cũng đã già. Thật không ngờ trong cuộc đời diễn viên của tôi lại có thêm Bảy Xoài tàn độc và khủng khiếp nữa, một vai diễn còn ghê gớm hơn cả Ba Cần ngày xưa. Với vai ông trùm Bảy Xoài, Hải Nhất đã thể hiện được một ông trùm có rất nhiều khác biệt so với những gì khán giả hay hình dung. Không phải là một ông trùm đội mũ phớt đeo kính đen, dáng vẻ lạnh lùng và ra tay luôn tàn ác. Ông trùm Bảy Xoài của Hải Nhất vẻ bề ngoài hiền lành, nói năng nho nhã và luôn nhún nhường trước mọi người. Tuy nhiên bên trong ánh mắt thì luôn xảo hoạt, sắc lạnh, khiến người đối diện dễ dùng mình. Nói về điện ảnh, ông Hải Nhất trải lòng. Thật ra thế hệ chúng tôi chưa bao giờ so đo, đong đếm cát xê phải bao nhiêu, thế nào mới xứng tầm, xứng công sức. Mà chỉ trọn vẹn một tình yêu với điện ảnh, lúc nào cũng nghĩ rằng đã nhận vai diễn thì phải làm tới nôi tới chốn, không thể qua loa đại khái được. Sau từng ấy năm lăn lộn với nghề diễn, hiện tại nghệ sĩ Hải Nhất đã có một gia đình lớn với vợ cùng 7 người con đều đã trưởng thành và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều khiến ông vui nhất có lẽ là có cậu con trai cũng nối nghiệp diễn, đó là diễn viên Thành Đạt, từng đóng phim Hương Phù Sa cùng bố. Hải Nhất nghẹn ngào tâm sự, tôi đã luôn dạy con một điều rằng, làm nghề này thắng không kiêu mà bại cũng chẳng nản. Có khi cả đời mình cũng chỉ cần một vai diễn thành công là đủ, còn tiếng tăm, danh vọng chỉ là phù du. Giờ đây đã lớn tuổi, Hải Nhất ít tham gia đóng phim, ông ở nhà vui thú điền viên, và đôi lúc chỉ dẫn nghề cho con trai, cũng là một diễn viên điện ảnh. Hiện giờ làm phim có nhiều khác biệt so với trước đây, nên dù có nhiều đạo diễn mời, tôi vẫn từ chối vì sợ bị lạc lõng. Nhưng nếu có kịch bản hay và có vai diễn phù hợp, tôi cũng sẽ tham gia.
Hai Nhất chia sẻ. Diễn viên là nghề cực khổ, đời ông đã trải qua nhiều nghề, đi bộ đội, làm lái xe, bốc vác, nhưng chưa có nghề nào khổ và vất vả như nghề đóng phim. Diễn viên là một thứ nghề khổ, rất khổ, đến thời điểm hiện tại, ông chưa hề có phút giây ngơi nghỉ. Cứ hết kịch bản này, đạo diễn lại đưa cho đề cương phim khác. Lắm lúc ông cũng nghĩ mình già cả rồi nên nghỉ ngơi, nhưng rồi những kịch bản hay lại lôi cuốn ông và cứ như thế đóng phim đến giờ. Nghệ sĩ Hai Nhất bắt đầu câu chuyện của mình. Ông kể tiếp, có những ngày quay phim triền miên hơn 2 giờ sáng mới về được đến nhà. Ông nằm sõng xoài ra sàn nhà, ngủ một mạch đến sáng, không tháo giày tất. 5 giờ sáng lại lục cục dậy chuẩn bị để đến địa điểm quay. Có một lần khi đang quay, ông bị tăng sông ngất xỉu nhưng vẫn kiên quyết không về nhà mà đòi quay tiếp để kịp tiến độ. Cả đoàn làm phim òa khóc, họ phải gọi điện cho bệnh viện đưa bác sĩ tới tận nơi để cấp cứu và truyền nước. Khán giả nhìn diễn viên như một thứ gì đó hào nhoáng bóng bẩy, nhưng để có một vai diễn hoàn hảo thì họ phải đánh đổi mất mát nhiều thứ, sức khỏe, nhan sắc. Mỗi lần quay phim, hàng chục cái bóng đèn chiếu vào mặt khô ráp, xách một khẩu súng để diễn. Đi từ dưới ngọn đồi lên đỉnh đồi, muốn tắt thở, nhưng đạo diễn bảo không được, phải đóng đi đóng lại mấy lần. Lúc đó chân tay bùn rùn, miệng khô khốc vẫn lao xuống, chạy lại đến khi đạo diễn ưng ý mới thôi, nghệ sĩ Hai Nhất kể tiếp. Mệt mỏi vất vả là thế, nhưng chưa bao giờ ông cưỡng lại sức hút của phim ảnh. Đối với ông, nghề diễn viên là thứ ma lực kỳ lạ và ma mị, khó cắt nghĩa được. Có những lần ông từ chối đóng phim vì lý do sức khỏe, nhưng sau đó khi đoàn phim lên đường khởi quay, ông lại dằn vặt và tiếc nuối, cả ngày đi lại trong nhà như người hết hồn. Như người mất hồn, bộ phim là câu chuyện về sự lạc hậu của miền quê sông nước, nơi xảy ra nhiều câu chuyện đau lòng như việc bán phụ nữ sang nước ngoài, tảo hôn. Mấy chục năm lăn lộn nơi phim trường, ông chỉ ước làm sao phim ảnh Việt Nam quay trở lại thời hoàng kim như xưa. Nhắc đến đây, đôi mắt người nghệ sĩ đượm buồn.